Theo đoạn clip camera hành trình ghi lại cho thấy, đây là một tuyến đường liên thôn nhỏ hẹp tại tỉnh Nghệ An. Xe bán tải vào cua vẫn còn khoảng cách khá xa với xe ô tô gắn camera hành trình, nhưng lái xe lại không giảm tốc độ hay nhường đường để tránh va chạm mà lại đâm thẳng vào đầu xe. Đây là tuyến đường ở xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Xe ô tô đang lưu thông, khi chạy tới nơi giao nhau thì gặp một em học sinh chạy xe đạp điện. Cả tài xế xe ô tô và em học sinh đều không làm chủ được tốc độ nên tai nạn đã xảy ra. Sau tình huống em học sinh bị hất văng nhưng may mắn nằm lên nắp capo của xe ô tô và không bị chấn thương. Vụ việc xảy ra ở tỉnh Hưng Yên. Đây là tuyến đường liên thôn nên khá hẹp. Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe khách màu trắng vẫn đi vào. Và hậu quả là xe ô tô khách giành đường của người đi xe đạp, khiến người phụ nữ điều khiển xe đạp ngã xuống đường. Sau đó, xe ô tô khách bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Tại một ngã ba trên trục đường liên xã, thấy trên đường không có ai, người điều khiển xe máy đã chủ quan khi ôm cua, rẽ đánh lái khá rộng. Đúng lúc đó, ở nhánh đường bên này, có xe ô tô đi tới và không kịp xử lý. Cú tông hất văng cả người và xe máy đi rất xa. Người điều khiển xe máy bất tỉnh, còn chiếc xe thì bốc cháy. Như quý vị đã thấy, nguyên nhân của vụ tai nạn là do người điều khiển phương tiện chủ quan khi chạy trên những cung đường vắng và không hề giảm tốc khi chuyển hướng. Hy vọng rằng những tình huống mà chúng tôi tổng hợp sẽ giúp cho tất cả quý vị chú ý và không chủ quan khi chạy xe trên những tuyến đường liên thôn, liên xã hay là đường trong hẻm. Bởi ở bất cứ nơi đâu, nếu người điều khiển phương tiện chủ quan lơ là thì tai nạn đều có thể xảy ra.